Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video chiều nay ngày 10 tháng 8 năm 2022. Thì trong video chiều nay chúng tôi lại tiếp tục cập nhật tiến độ tình hình của dự án tái khởi công Sài Gòn One Tower, hiện nay đổi tên là IFC Sài Gòn One, nằm ở ngay vị trí góc đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt. Thì theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi thì hiện nay nhà thầu vẫn đang tiếp tục tăng cường tiến độ ốp kính ở phía mặt tiền đường Võ Văn Kiệt và Tôn Đức Thắng. Hiện nay cái lớp 1 đơn vị thi công ốp gần xong rồi, cái mặt tiền đường Võ Văn Kiệt với Tôn Đức Thắng các bạn, chỉ còn khoảng 4-5 tầng nữa thôi. Còn lớp 2 thì đơn vị thi công cũng đã ốp được khá nhiều rồi. Thì với tốc độ này nếu mà nhanh thì chắc chắn trước 2 tháng 9 nhà thầu sẽ ốp xong cái mặt hình bán nguyệt phía đường mặt tiền đường Võ Văn Kiệt và Tôn Đức Thắng nha các bạn. Thì mấy bữa nay thời tiết cũng có mưa và gió cũng khá to nên cái tiến độ cũng hơi chậm lại các bạn. Tuy nhiên đơn vị phụ trách ốp kính là BM Window vẫn tiếp tục thi công, mặc dù có gió lớn cũng khá khó khăn cho các công nhân như kỹ sư trong quá trình vận chuyển những cái tấm kính hình tam giác lên vị trí để ốp nha các bạn. Thì chiều nay ngày 10 tháng 8 thì đơn vị BM Window đã ốp thêm được 5 miếng hình tam giác ở phía mặt tiền đường Tôn Đức Thắng nha các bạn. Hình ảnh các bạn đang xem là chúng tôi mới cập nhật chiều nay ngày 10 tháng 8 năm 2022. Đấy, các bạn nhìn gió cũng khá lớn nha các bạn. Công việc vận chuyển kính lên là khá khó khăn đấy các bạn. Và cái cầu thi công có trợ thi công thì khá cao nha các bạn, tận trên đỉnh tòa nhà. Khi gặp những cơn gió bất thường cho nên là có thể rủi ro rất dễ có thể xảy ra nha các bạn. Đang tăng cường tiến độ ốp kính các bạn. Thì một số bạn có hỏi là cái sàn đã xử lý xong chưa, thì xin thưa với các bạn là đơn vị thi công đã làm sạch các sàn của các tầng rồi. Hiện nay là chỉ có công việc ốp kính và chuẩn bị thi công cái phần nội thất thôi các bạn. Phía cái mặt tiền đường Hàm Nghi cũng như là phía mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu thì đơn vị thi công vẫn đang chỉnh trang lại và cũng chuẩn bị ốp kính ở hai cái phía mặt tiền đường Hàm Nghi cũng như là Hồ Tùng Mậu nha các bạn. Thì trong cái thời tiết gió to thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến vấn đề thi công vận chuyển vật tư lên vị trí thi công nha các bạn. Như vậy là đến chiều nay ngày 10 tháng 8 năm 2022 thì đơn vị BM Window
đã ốp thêm được 5 miếng hình tam giác phía mặt tiền đường Tôn Đức Thắng nha các bạn. Ở cái hàng thứ 3 từ dưới lên trên đó các bạn. Trong quá trình thi công thì gió cũng khá lớn. Các anh em công nhân vận chuyển vật tư cũng như là những cái tấm kính lên khá vất vả các bạn. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ tình hình của dự án IFC Sài Gòn One. Mời các bạn đăng ký kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Bởi vì hiện tại tiến độ ốp kính khá nhanh nên chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên để các bạn nắm bắt được. Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi.